Xin chào các bạn ha, chúc các bạn, cô chú, anh chị được sức khỏe ha. Nay có mớ mai chân thủy nè, giao lưu với anh chị ha. À, nói chung cái này về nuôi thêm ha. Đó, về cô chú anh chị nuôi thêm ha. Thì xương dưới đây thì nó cũng nhỏ vừa nghe cô chú. Đó, thì cô chú anh chị xem ha. Đó. Rồi, cái này mã số 1 nghe cô chú anh chị. Mã số 1 là 200k. Nè, hoành nè ha. Bự nha. Đó, 200k. Con bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú anh chị. Đó, tàn thì mình mất mạnh nè ha. Đó, 200k ha. Con bán này con không bao tiền ship nha, mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 2. Mã số 2 cây này cũng làm chi đồ rõ lắm cô chú ơi. Đó, vô chậu này thì để bàn mình chăm cũng dễ chăm hơn ha. Để bàn làm việc đồ này kia cũng ok ha. Đó. Cây này mã số 2 nghe cô chú. 170k. 170k ha. Con bán này con không có bao tiền ship nha, đế rất đẹp luôn nghe cô chú. Nè. Hoành thân thì nói chung là nó cỡ cỡ tay cái ha. Nè. Ồ. Tay cái con nhỏ nghe cô chú. Đó, nó cũng nhỏ ha. Đó, mã số 2 170k ha. Con bán này là con không có bao tiền ship nha cô chú. Rồi, mã số 3. Cây này khéo cây lắm cô chú ơi. Đó, nè. Tiền ở đây cô chú nhìn nè ha. Đẹp ha. Đó. 200k luôn cô chú ơi, đang bông ha. Thì mấy này này đang bông cái này cô chú. Ồ, không, chút con quay cái này cho chú xem ha. 200k, mã số 3 nha cô chú. Con bán này con không có bao tiền ship nha cô chú. Đó, 200k. Hoành thân nè, cô chú thấy con để tay vô ha. Nó bự lắm nha. Này giờ cao chừng vài sen nè cô chú ơi. Nè. Mấy cái này thấp chẩm mà ha, nó cao không có nhiêu đâu nghe cô chú. Vài sen nè cô chú ơi. Rồi. Mã số 3 ha. 200k con bán không có bao tiền ship nghe cô chú. Rồi. Đây, cái này là cái ngọn nghe cô chú, con cắt chiếc cũng lâu rồi ha. Đó, thì con ra cái chậu bự này luôn. Một lần nó nằm trong cái chậu này nè. Chậu này cũng gần cả trăm rồi cô chú. Thì con ra cái chậu bự này luôn. Đó, giờ của bà con bán cô chú anh chị là 170k ha. Mã số 4 nha cô chú. 170k, lá lớn nha cô chú. Con bán này không có bao tiền ship nha, 170k. Mã số 4. Rồi, mã số 5. Cũng một lần cũng nằm trong cái chậu này nè cô chú. Đó, con rút ra ha. Mã số 5 nha cô chú. Đó, 170k luôn. Mã số 5. Chậu này thì về mình chơi là cũng ok ha. Nó này cao chừng vài sen nè nha cô chú. Nè. À. Nó cao nè. Vài sen nè ha. Ồ, mã số 5 nha cô chú. 170k. Nè còn cô chú anh chị chơi cái loại này không đẹp lắm ha. Này rẻ nè. Về cô chú rút rút chậu ha. Còn không con rút luôn cho cô chú. Tính tiền chậu thêm ha. Thì về nói chung gì là mình chỉ cắt gì là nó tròn lẫm nè. Cô chú chơi ha. Ồ, bông rồi luôn ha. Xương tàn thì nói chung cũng to to rồi ha. Ồ, thì về cô chú rút chậu ha, cây này đế rất đẹp nha, 24 giờ luôn nha cô chú. Ồ, chú xem ha. Bệ này nó nở ở đây luôn nha. Còn không cô chú chiết ở đây nè, làm lại cái cây này ha. Ồ. Mạnh nè nha cô chú. Xương nè, để con quay xương cho cô chú xem ha. Chủ yếu là xương dưới cô chú ơi, nó bự là ngon rồi ha. Đó. Về cô chú hai chậu ha. 200k. 200k nghe cô chú. Cây rất đẹp luôn nha, đế này nó nu luôn nha. Đó, về cô chú vô chậu lại ha, 200k. Con bán này không có bao tiền ship nha cô chú. Đó, mã số 6 nha. Mã số 6 là cây này nè. Thì con có ghim số điện thoại trên cái tiêu đề á, cô chú kết bạn Zalo rồi chụp cái hình nó gửi qua Zalo cho con là coi xem là kỹ nhất ha. Còn cái này nè nó phun bông luôn chú ơi. Ồ, nó nở thì cũng thơm bắt ngát luôn ha. Đó, cái này thì nó thuộc dòng kim giòn của chú ơi. Đó. Cô chú anh chị lấy cái này bán cô chú anh chị chậu luôn 230k ha. Con bán không có bao tiền ship ha. Nó bông nè. 230k ha.
Còn mấy cái này là kim kim giòn hết luôn nghe cô chú. Có hàng này lá lớn nè. Có hàng này là lá lá trung hay lá lớn gì ha. Lá nó cũng vừa ha. Này chắc dòng lá trung quá. Đó. Rồi, clip tới đây cũng xin chào ha cô chú ha. Nè, ví dụ như cô chú anh chị thấy cái cây mấy cái cây đó là chủ cũng thôi thôi ha. Còn cái này mình nuôi nè, nuôi xương cốt nó dày đặc luôn ha cô chú. Thì cái giá cả nó phải khác nha cô chú. Thì nói chung cây đó cũng 200-300 thì mình nuôi mà cỡ đến độ mà nó già gì nè. Cái xương cốt nó bự gì là lâu lắm nha cô chú. Ồ. Thì cô chú anh chị có giao lưu thì cứ Zalo ha. Như cây này. Dù mình nuôi được cái cốt này lâu lắm nha cô chú. Chứ không phải ngày bữa đâu. Ồ. Đế thì 24 giờ luôn nha cô chú. Tại mình nuôi cái cốt đó, nó cũng lâu rồi. Còn mấy cái đó chủ yếu là phôi thôi ha cô chú. Cái này về mình nuôi thêm. Chung cái này về mình làm lại mình nuôi nuôi hoài luôn. Nó cũng già cây giống vậy cô chú ơi. Thì nó hơi lâu chút thôi. À. Mấy cây này thì nói chung nó cũng muốn xong cây rồi cô chú ơi. Về cứ cắt giật mâm nó tầng tầng lớp lớp nè. Mình giật mâm nó riết là nó kín rồi ha. Chứ không có gì hết á. Rồi. Có cô chú nào chơi dòng siêu này không? Cái chậu này là cái chậu Nhật luôn nha cô chú. Nè ngâm gì nè. Mình ngâm nó gì nè ha. Mình ngâm nó vô luôn. À. Chậu này là chậu Nhật rồi nghe cô chú. Đế nó cũng đẹp lắm. Về cô chú anh chị khui ra ha. Có chơi thì cái chậu này thì cũng 70-80 ngàn rồi. Mà để cái cây vô thì nói chung nó căng dữ lắm nghe cô chú. Hàng siêu nha. 170k. Đó, cô chú anh chị có chơi ha. Thì hàng siêu này về cô chú chơi nó cũng hay lắm ha. Về mình lồng. Đó. Thì mình tưới là mình ngâm này nè. Còn lồng mình bỏ vô cái chậu nhỏ luôn. Mình bỏ nó vô ha. Thì rễ nó cũng ăn ra mạnh hết rồi. Đó, chú anh chị có chơi hiện giao lưu ha. Cái chậu cũng hết gần chậu Nhật nó cũng 70-80 gì cô chú ơi. Con mua cũng lâu rồi con quên rồi ha. Nó cũng bà gần cái trăm á cô chú. Cái chậu không gần cái trăm rồi ha. Với cái này luôn. Ồ, cái này của chú anh chị có chơi giao lưu với chú anh chị luôn. Chậu cũng chậu Nhật theo chú. À. Chậu Nhật ha. Thì cây này nói chung toàn thiên nhiên ha, nhỏ à. Ồ, thì nó cũng mạnh lắm, sâm hương nghe chú. 150k ha. Thì chậu cũng 70-80 rồi cô chú. Nhét cái cây này vô nhiều khi nó ao nữa ha. 150k. Ồ, con bán này con không có bao tiền ship nghe cô chú. Tại vì có 100-200 ship nó cũng không có nhiều ha cô chú. Còn mấy cái này thì cô chú cứ liên lạc ha. Zalo con có ghim màn hình. Rồi cái clip tới đây cũng xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị sức khỏe.